bạn chào của chú anh chị và bạn đến kênh Minh Trân miền Tây và sáng tạo miền Tây nha TV nha. Thì hôm nay thì thợ mình đã xây được bao nhiêu đây nè nha. Trên đó đã xây được cái nén rồi nè, giờ xây những vách phòng. Thì những đây thì đổ những cái đà đầu cửa nè. Trên đó đang chờ giờ cái nén nữa đổ cái đà cái nén nha. Thì đổ chân cửa sổ và đầu cửa sổ luôn. Đằng này là sâu lên tới trên đó thì giờ cánh nén để cứng là đổ đà cánh nén nữa là xong. Đang xây phòng nhà này thì cột cái là cao 48 nha, dướng đầu luôn, dướng đầu. Xây ra tới bao nhiêu đây ngang của chú anh chị các bạn. Gái trước mình gắn khung làm vào luôn. Đây đổ ra cây kèo cái nén rồi nè. Đây gắn cái cửa phòng luôn nha. Trời nắng. Rồi, mình xây cái ngăn vách phòng là từ dưới lên 36 mình mới đổ đà ngang cho năng liền mấy vách phòng luôn. Còn đây là cái nén đã đổ xong rồi. Đây là gắn mấy khung làm cửa buồng. Đây những cái vách phòng này mình không có đổ cột nha. Mình chừa gâu gạch qua là xây những vách tường cửa phòng luôn, chưa khỏi cần đổ cột. Ở dưới cái nền thì mình đã có đổ chân sức bắp chịu rồi. Xây gối đầu luôn. Ngay góc trên đầu đà cửa mình nữa, đi cái đà dằn hơn cả nhà. Thì đằng sau này đổ cái cốt lên là 36 luôn, cái cột cuối này là 36. Này là nhà hai mấy nơi, bên đây thì cũng chuẩn bị tới trên đường đổ đà nha của chú anh chị bạn. Vô tháo dần chống ra đi Nhật.
rút cái vàng ra đừng lóc cái cửa luôn rồi. Hả hết cái vàng chống lấy ra hết đi. Lấy cây thiệu đó mình bắt cái thang mình lấy cái kéo kìa, có chéo gỡ vơ vơ rồi xong rồi, mình cũng chuẩn bị đổ cái măng sấu trước nha cả nhà. Đang đóng cái vàng thì mình xây cũng tới tay giật cái nén trên đó nha cô chú anh chị bạn. Chẳng là mấy cùng làm ở trong phòng này thì mình cũng mới đổ cái đà đầu cửa phòng nè, đà cái đầu cửa phòng thì mai mình tiếp tục là xây lên trên luôn nha. Đừng nữa đổ cái đà miệng ở trên vách tường nha cô chú anh chị bạn đó. Thì mình làm thì cũng chờ để mà mình đổ cho cái đà nó liền với nhau nha. Đây nữa đổ cái đà đó nó sẽ liền qua tới đầu cột bên đây đó, để cho nó kiềng cái miệng lại đừng cho nó nếu sau này nó không có bị găng nứt vách tường nha của chú anh chị bạn. Những cái clip mà mình quay clip ngắn t-shirt để cho cô chú anh chị bạn xem cho vui, chứ thật sự thì những anh em làm ở đây thì cũng rất là nhiệt tình nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và bạn xem tiếp những cái phần tiếp theo của mình đăng video. Thì cô chú anh chị và bạn thấy có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người xem nha. Mình cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì kênh mình thì bên nhà xây dựng thì những mình chia sẻ những cái công việc mình làm hàng ngày cũng như anh em đang làm. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem có những cái gì đóng góp ý kiến bình luận bên dưới cho mình biết nha, để mình học hỏi thêm kinh nghiệm thôi nha.